Cầm đàng Con kỳ hoàng. khổng lồ. Ôi trời, nãy giờ mới dính con này. Nãy giờ mới dính được con. Gì vậy? Nó vụt rồi nè, đây nha, phá cho vụt luôn, trắng tươi như bông bưởi. Ngày mới tấn vlog chào khán giả, chào cô chú anh chị nha. Bữa nay mình tiếp tục đi xuống sông thả lưới nha. Nhớ xem video cho một like, được chia sẻ, được đăng ký nha. Bữa nay mình đi cái sông này cả nhà, rất là đục đục cả nhà. Cánh đồng người ta gặt hết rồi cả nhà, ta gặt hết rồi đó. Nhớ xem video cho một like, được chia sẻ, được đăng ký nha. Đi theo tấn nha. Là lâu kiện này nó nhỏ nhỏ rồi nha, cũng bằng bình kia thôi. Qua chậm quá ngàn mất con. Kìa còn con mới dính rồi, rớt rồi. Tiếng nữa cả nhà. Đâu tiếng nữa cả nhà. Ủa con này sảy nè. Cái gì sảy? Thank you.
Cầm đang quá. Thì khổng lồ. Ôi trời. Nãy giờ mới dính con này. Nãy giờ mới dính được con. Tức nó vụt rồi nè. Đây nha. Phải chưa vụt luôn. Trắng tươi như bông bưởi. Tổng kết cho cả nhà xem ha. Bữa nay mình dăng mới cá cả nhà ha. Dăng sáng giờ mới về cả nhà ha. Được con cá phi rồi, là cá phi cơ nha cả nhà. Dính được con còn một cá phi ha. Còn nhiều cá lâu kiến không cả nhà. Lâu kiến. Cá phi này thì mới mình mò được cá phi nè cả nhà. Mò được cả nhà ha. Còn dính có con bự này khổng lồ này là dính có con một, còn nhiều cá lâu kiến quá trời luôn ha cả nhà. Như đây cũng cỡ 4 kg cả nhà. Mình cũng kết thúc video tại đây nha, nhớ cho một like, một lượt chia sẻ, một lượt đăng ký nha.